Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình lại tiếp tục lên núi để đi thu hái cây thuốc. Và khi đi tới cái đỉnh núi này, không khí rất là mát mừng, gió thổi rất là mạnh. Và mình ngồi bên cạnh một cái gốc cây để dễ lau. Nhưng mà vô tình mình ngóng mắt lên phía bên khe suối, mình bắt gặp được một cái loài cây thuốc, nó rất là quý mọi người. Cây thuốc này giờ cực kỳ là hiếm gặp và nó rất là nổi tiếng ở quê hương mình. Cây thuốc này nó có tên gọi là cây rễ cấy loại một mọi người. Về cây rễ cấy thì nó có 2-3 loại, nhưng mà rễ cấy loại một này là cái cây thuộc sử dụng lâu đời nhất và quý hiếm nhất mọi người. Và bây giờ để mọi người nhận dạng được cây rễ cấy loại một, mình sẽ nêu lên cho mọi người một số cái đặc điểm về thân cành lá cũng như hoa quả của loài cây thuốc này để cho mọi người dễ dàng nhận dạng ra khi gặp nó trên rừng. Đây mọi người này, trên màn hình mọi người đang nhìn thấy cây đen đen này chính là cái cây rễ cấy loại một mọi người. Rễ cấy loại một nó là một cái cây thân gỗ nhỏ, nó có thể cao tới 7 mét và thân của nó có thể lớn bằng ngón chân cái mọi người. Và nó có một cái đặc điểm là cực kỳ giống cây bông trang đỏ mọi người. Cây này và cây bông trang đỏ là cực kỳ giống nhau. Thân về già thì đều có màu đen thui lùi mọi người. Đây mọi người này, khi về già thì thân rất rắn chắc và rất là đen. Và đặc biệt là khi mọi người bẻ đôi cái thân này ra mọi người này, thì nó sẽ bật lên những cái tấm sơ. Thân rất là cứng. Và khi bẻ thì sơ dưới dạng quẻ như quẻ tấm nó bật ra mọi người, rất là rắn chắc. Này, thân thì rất là đen, phía dưới thân thì phía dưới gốc thì lớn, nhưng mà lên ngọn thì nó vuốt nhỏ dần. Đây mọi người, cây này nó đã rất là cao, nó cao tầm khoảng 3-4 mét rồi mọi người. Nó cực kỳ giống cây bông trăng đỏ luôn. Mình sẽ quay cái cành non của cây rễ cấy loại một này cho mọi người thấy, để cho mọi người biết được cái độ giống nhau giữa cây bông trăng đỏ và cây rễ cấy loại một đây. Đây mọi người này, cành non của nó thì cũng có màu xanh giống như cây bông trăng đỏ mọi người. Lá thì một đôi. Đấy. Lá thì có hình trái xoan, mặt trên rất là xanh bóng, mặt dưới cũng xanh mọi người. Và lá của nó thì khá là rắp. Và đặc biệt là đầu ngọn non này mọi người này, nó sẽ hơi đỏ đỏ. Ở trong rừng thì nó ít đỏ hơn, nhưng mà khi mọi người đưa về nhà đó, trồng đó, nó đỏ rực luôn mọi người. Nó đỏ rực từ cái đoàn tấn non từ dưới này lên này. Nó rất là đỏ. Quả của nó thì có dạng hình cầu mọc thành từng chùm. Còn hoa của nó thì màu trắng, rất giống về hoa của bông trăng đỏ mọi người. Nó chỉ khác là một bên màu đỏ, một bên màu trắng thôi. Cái bông trăng đỏ thì hoa màu đỏ, còn cái rễ cấy loại một này thì nó có hoa màu trắng, hoa khá là đẹp mọi người. Cái này rễ của nó là rễ cọc mọi người. Nó chỉ gồm một rễ đâm thẳng xuống dưới lòng đất, rồi nó phình to ra. Rễ của nó thì có mùi như mùi thịt trấu hoặc là thịt dê và rất là đen, không khác gì cây bông trăng đỏ đâu mọi người. Còn công dụng lâm thuộc của cây rễ cấy loại một này thì nó được dùng để trị các cái bệnh về xương khớp này, bồi bổ cơ thể, rồi thì các cái chứng về phong tê thấp, đau nhức mọi thân mình, rất là tốt mọi người. Ngày xưa mỗi khi mà bị đau nhức thân mình thì các cụ quê mình thường rủ nhau lên núi để lấy cây rễ cấy này và kết hợp với cái cây ngũ gia bi núi đá uống thì nó rất là khỏe và rất là tốt mọi người. Như vậy thông qua video này mình đã giới thiệu tới mọi người cây rễ cấy loại một cũng như một số công dụng của nó để mọi người tham khảo. Và bây giờ mình phải tiếp tục lên núi để đi thu hái cái thuốc. Đến đây mình xin chào và tạm biệt mọi người.